Đông Nhi, ông Cao Thắng, Hòa Minh Ri, Trà Mi Idol đều là những ông bố, bà mẹ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Mỗi người dù sở hữu tài năng, sở trường riêng nhưng lại có một điểm chung là bị chính các nhóc tỳ nhà mình xoán môi và chiếm hết spotlight trên mạng xã hội. Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, cưng hết phần thiên hạ, dàn công chúa, hoàng tử nhà sau Việt nhiễm nhiên nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Cùng điểm mặt ngay các gương mặt nhóc tỳ đang làm mưa làm gió thời gian gần đây là ai nhé? nói đến gương mặt các nhóc tỳ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội khó lòng có thể bỏ qua bé Winnie nhà đông nhi ông cao thắng là kết quả của tình yêu bền bỉ và đẹp nhất nhì vbids winny được nhiều cư dân mạng khẳng định là một em bé có số hưởng sinh ra đã ở vạch đích đáng kinh ngạc những hình ảnh đầu tiên của Winnie khi được bố mẹ đăng tải trên trang cá nhân đã cán mốc hơn một triệu like có thể nói khi vừa chào đời cô bé đã nhanh chóng chiếm được spotlight trong làng giải trí những bức ảnh đầu tiên của Winnie đã ngay lập tức cán mốc triệu like. Winnie thường xuyên được bố mẹ cho xuất hiện trước người hâm mộ với những tạo hình thú vị. Nhưng dù với diện mạo nào, nhóc tỳ này cũng nhận về mưa lời khen từ cư dân mạng. Công chúa nhỏ được cho là sở hữu khuôn mặt giống hệt với bố ông Cao Thắng. Đôi mắt đen lấy, cặp má bánh bao, biểu cảm thừa sự cu tơ đã khiến trang Instagram của cô bé vừa lên sóng giờ đã cán mốc 227k follow. Chẳng mấy chốc độ hot của bảo bối Winnie sẽ vượt mặt cả mẹ Đông Nhi và bố ông Cao Thắng mất thôi. Bản sao ông Cao Thắng và loạt tạo hình có một không hai được tài trợ bởi stylist Đông Nhi. Winnie là thế lực nhí hot nhất nhì vi Sau khi hạ sinh con trai đầu lòng, Hòa Minh Ri ngay lập tức gia nhập hội mẹ biển nghiện con. Nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok. Cậu bé có tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân. Sau một thời gian chỉ đăng ảnh chụp từ sau lưng hay góc nghiêng của con trai, vào sinh nhật tròn 26 tuổi Hòa Minh đã quyết định công khai hình ảnh bé Bo. Những khoảnh khắc thường ngày của bé Bo thường xuyên được mẹ Hòa Minh đăng tải. Mới gần 2 tuổi nhưng con trai Hòa Minh được nhiều người nhận xét là thông minh, hài hước và sở hữu vẻ ngoài giống hệt bố. Mỗi khoảnh khắc của Bo được mẹ đăng tải đều khiến cư dân mạng xuất xoa vì quá đáng yêu nhóc tỳ này từng làm ai nấy đều phải dụng tim, trước câu nói hạnh phúc khi có mẹ, rồi xà vào lòng hòa minh di đầy âu yếm. Bất ngờ hơn, nữ ca sĩ tiết lộ chưa từng dạy con nói câu này, nên cô thực sự rất hạnh phúc trước sự ấm áp của cậu con trai bé bỏng. Có thể nói Bo là một trong những nhóc tỳ được yêu thích nhất nhì trên mạng xã hội hiện nay với trang Instagram sở hữu 358k follower. Sau khi kết hôn, chà mi idol không còn hoạt động showbiz nhiều cô tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con trai. Nếu như anh trai sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhiều nét giống với mẹ, cậu Úc hay đơn lại được cho là bản copy paste từ bố với đôi mắt một mí, cặp má bánh bao. Video cưng xỉu của Hayden khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Những biểu cảm iconic, cột mắt Hayden làm cho người đối diện khó lòng nhịn được cười. Hayden đích thị là bản copy paste hoàn hảo của bố. Hayden được cho là sở hữu nhiều nét giống huấn luyện viên Park Hang Seo. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn gọi cậu bé với cái tên Thầy Park Mini. Dù là khi cười toe toét hay mếu máu, cậu bé đều siêu cấp đáng yêu. Thánh mềm, Hayden sở hữu loạt biểu cảm ngộ nghĩnh nên cũng không có gì khó hiểu khi cậu bé sở hữu vị trí Hot Baby trên mạng xã hội. Đến chính trà Mi Idol cũng từng nói vui rằng hai cậu con trai thậm chí còn nổi tiếng hơn cả cô lúc trước, Video ấn tượng của thầy bác phiên bản mini khiến bao người đổ gục. Sinh ra đã đáng yêu nên hay đơn chiếm hết sống của mẹ trà mi idol. Cậu nhóc khóc thôi cũng khiến người đối diện thấy mà cưng. Độ siêu cấp đáng yêu không hổ danh hot baby làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Thế lực nhí, Su Trinh cũng là một trong những nhóc tỳ vừa ra đời liền chiếm sống lớn ác cả bố mẹ. Su Trinh sở hữu ánh mắt tới bờ môi đều giống y hệt bố cường đô la. Thiên thần nhỏ xuất hiện khiến hôn nhân của đại gia phố núi thêm phần viên mãn. Qua những hình ảnh được bố mẹ đăng tải hàng ngày, tiểu thư Su Trinh ngày càng khôn lớn và thường được netizen gọi là "dịch kích ngậm thì vàng". Trước là anh cả Su Bèo, giờ đây tới lượt Su Trinh liên tục chiếm trọng spotlight của bố mẹ. Su Trinh nhà cường đô la, đàm thu trang càng lớn càng đáng yêu, dễ thương nên việc vượt mặt bố mẹ trên mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu. Su Trinh vừa được bố mẹ quyền lực tổ chức tiệc thôi nôi vào ngày 27 tháng 7 vừa qua. Ảnh Facebook nhân vật, sưu tầm.